Hello, xin chào toàn thể anh em, chào tất cả mọi người. Chào mừng anh em đến với clip mới nhất của em ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin chúc anh em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Em cũng rất chân thành cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng ủng hộ nhé. Thì hôm nay em về để cho anh em hai siêu phẩm anh em ạ. Một bé màu tê gáy ngựa, hầu bò, bộ to đẹp, mắt lồi mặt dữ anh em nhé. Chim thì nó đang lột lông rừng được khoảng, em nhìn nó đang được khoảng gọi là tầm 70-80%, gần như xong rồi đấy. Gọi là gần như sắp xong. Đẹp tuyệt vời luôn anh em ạ. Màu dày gáy ngựa, đầu thủ to, mặt thì siêu dữ luôn. Con này thì phải nói là siêu lì anh em ạ. Vip chưa anh em? Lông mỏng tang luôn. Phao câu lở. Đây lông đuôi nó đang ra về chim. Chim tầm này là chim bắt đầu nó, những con chim già nó đang thay lông gần như xong này. Chim rừng này nhìn nó béo đẹp lắm anh em ạ. Mỹ mãn luôn. Thái độ cực kỳ tốt luôn. Chân to. Chim cực kỳ già. Mặt thì siêu dữ anh em nhé. Mắt lồi. Màu dày vuốt theo gáy. Cực kỳ VIP luôn anh em ạ. Và em cũng sẽ báo giá công khai trên clip cho anh em, để anh em và anh em có thể gột chú chim binh này thành những con chim dàn chim cà phê đẳng cấp để anh em chơi anh em nhé. Em chim này em chia sẻ lại cho anh em với giá là 1,5 triệu anh em nhé. 1,5 triệu. Đấy, anh em nào ưng thì cứ nhắn alo cho em. Hầu to cho anh em. Wow, hầu quá khủng luôn. Gáy à, anh em mình nó gáy phòng to đùng luôn. Bộ nhìn phê. Đẹp chưa anh em? Phải nói là siêu mẫu anh em ạ. Đấy, anh em nào ưng em nó thì nhanh tay nhấc máy alo trực tiếp số điện thoại của em nhé. Em thì vẫn có ship đi mọi miền Tổ quốc cho anh em. Anh em yên tâm nhận chim khỏe mạnh anh em nhé. Con này mà anh em về anh em chăm thêm một thời gian, anh em cho gọi là ăn cám ngon với thúc mồi tươi, chăm một chế độ đặc biệt thì nhanh được chơi anh em ạ. Nó giữ nó lì lắm, nó không sợ chim đâu. Kìa, chim vào là ra thái độ mà chim vừa đi xa về. Em trước thì cho tắm tát gì. Đấy, tiếp theo là đến em số 2 anh em nhé. Một bé màu lân, lưng tôm cánh sẹ, cong cong hình chữ S luôn anh em ạ. Nó lên bộ cong con tôm luôn. Chân anh em nhỉ, chân có vảy luôn anh em nhé. Nó lên bộ rồi. Cong con tôm luôn. Chim vừa đi xa về, đâm ra là nó cũng chưa hồi chim đâu. Mà em quay sơ qua cái thái độ, những cái gọi là cái bóng bộ con chim để cho anh em thẩm thôi. Đẹp chưa anh em? Nó dướn lên, nó cong cánh sẹ, gác lên cầu. Đẹp mỹ mãn luôn anh em ạ. Cong con tôm còn trượt tắm này, nó tắm ra cái lông nó mượt. Hai cánh nó gác lên nữa, nhìn nó còn phê nữa anh em nhé. Đây em chim này thì em chia sẻ lại cho anh em với cái giá là 1,4 triệu. 1,4 triệu anh em nhé. Màu lân VIP đẹp, siêu mẫu luôn. Nó là cực kỳ chất lượng anh em. Quá VIP, quá chất lượng luôn. Hôm nay em đi tuyển, hôm nay đã thấy ở ngoài em mưa to anh em ạ. Mưa to, sấm chớp ầm ầm ấy. Con chim đi xa về đã thấy gặp trời nó lạnh lạnh, nên là nó cũng không ra được hết bụng, nó không có tí nắng nào. Mưa to quá. Về mà nó dám thái độ nhìn những con chim này, nó cực kỳ tố chất. Thì anh em mà muốn bắt hai em này thì cứ nhấc máy alo trực tiếp số điện thoại của em nhé. Anh em đón xem clip của em có thể là bớt chút thời gian, ủng hộ cho em xin một nút like và đăng ký kênh để kênh của em ngày càng phát triển hơn, để tạo động lực cho em đi tuyển cho anh em những con chim bổ VIP, hoặc là những con chim mồi, con chim cà phê, con chim chơi già, để chia sẻ lại cho anh em nhé. Đẹp xuất sắc luôn anh em ạ. Nếu mà trời nắng mà được tắm táp hơi tí nắng bỏ ra kè cho anh em xem thì nhìn nó VIP nữa. Con này rất nhạy trên cánh nhé, là trên cánh tốt lắm. Kè chim mà là búng cánh liên tục thôi. Giọng nó cực kỳ hay. Chim già rừng thì giọng nó bao phê luôn. Thái độ cực kỳ tốt luôn. Hồi clip em cũng quay khá dài, hôm nay chỉ có hai bé thôi. Anh em đang xem clip của em thì bớt chút thời gian, ủng hộ cho em xin nút like, nút đăng ký kênh. Em cũng rất chân thành cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết clip của em. Chúc anh em có một ngày mới nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hẹn anh em vào clip tiếp theo của em nhé.